Kính thưa quý vị, đây là một điều vô cùng đau lòng xót xa cho một gia đình đồng hương gốc Việt chúng ta. Bởi là một người con trong gia đình, là một chàng trai gốc Việt học rất giỏi và xuất sắc. Tuy nhiên, đã bị mất tích sau khi trốn bệnh viện tâm thần. Một người đàn ông trẻ tuổi gốc Việt đã mất tích sau khi bỏ trốn khỏi bệnh viện khi đang được điều trị về sức khỏe tâm thần theo cơ quan truyền thông của địa phương. Dennis Châu, 25 tuổi, ở Hayward đã trốn khỏi bệnh viện khi chuẩn bị được siêu âm. Theo thân nhân cho biết, Châu là bệnh nhân bệnh viện tâm thần John Clark ở San Leandro vào ngày 24 tháng 4 năm 2014 để siêu âm. Tuy nhiên gia đình hiện chưa rõ lý do siêu âm. Bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện và biến mất từ đó. Anh trai của Daniel cùng mẹ đến bệnh viện thì được bảo vệ cho biết em của họ đã bỏ chạy. Họ tìm cách rượt theo nhưng không bắt được, Daniel kể. Dennis học rất giỏi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Brown và được học bổng danh giá Gates để có thể theo đuổi học vấn. Và lẽ ra có một tương lai sáng lạng trước mắt, chàng trai 25 tuổi gần đây được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhưng không bỏ lực và là người tốt bụng, giàu lòng nhân ái. Gia đình đang rất lo lắng cho an nguy của Dennis, nhất là khi anh đang bị bệnh, anh không có điện thoại hay tiền bạc gì cầm theo. Sau một lần lên cơn và ném vứt hết đồ đạc, thân nhân phát tờ rơi và lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ tìm Châu. Và họ nhận được tin nhắn cho biết người ta nhìn thấy Châu vào ngày thứ Bảy ở Hollister và trong một công viên ở King City thuộc quận Monterey vào ngày thứ Hai ngày 12 tháng 5 năm 2024. Trước đó, Dennis được phát giác ở thương xá Westfield Valley đang tìm cách trồng đồ nhưng được nhà chức trách thả ra. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác trình báo mất tích và cũng không báo gì cho gia đình người mất tích. Đây không phải là lần đầu tiên Dennis mất tích một tuần trước khi trốn bệnh viện. Anh cũng bỏ đi cả tuần nhưng may mắn gia đình đã tìm ra được. Thân nhân người mất tích gặp khó khăn trong việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ không được phép xem băng hình giám sát của bệnh viện San Leandro. Để có thể xác định được làm sao con em của mình có thể trốn được nhân viên bảo vệ ở đó, Châu không còn là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần John Chalk nữa, nên bác sĩ của anh đã từ chối cung cấp thông tin cho gia đình. Gia đình đang kêu gọi bất cứ ai vô tình nhìn thấy con em của họ Xin hãy hỗ trợ tìm kiếm Châu có tóc đen mắt nâu Nặng là 135 pound và cao 5 feet 6 Kính thưa quý vị Các viên chức tiểu bang đang mâu thuẫn với những tuyên bố của thị trường San Jose Madman trong nỗ lực chuyển hướng tiền mua nhà giá rẻ sang cho việc dọn dẹp và nơi tạm trú cho người vô gia cực. Theo như Matt cho rằng thành phố phải đối mặt với 60.000 đô tiền phạt hàng ngày cho mỗi chất gây ô nhiễm nếu thành phố không giải quyết về tình trạng ô nhiễm từ các khu cắm trại của người vừa gia cư gần các con lạch vào tháng 6 năm 2015. Matt đã công khai yêu cầu nộp phạt là 60.000 đô trong một cuộc phỏng vấn với KQED. Điều này thúc đẩy nỗ lực tái phân bổ tiền cho nhà ở giá cả phải chăng từ biện pháp y cho việc di rời các khu cắm trại trên các bờ sông suối nhưng các quan chức bang cho biết số tiền được viện dẫn sẽ chỉ xảy ra nếu cơ quan bảo vệ môi trường theo đuổi hành động cưỡng chế thông qua tòa án. Mức phạt tối đa mà ban quản lý nước có thể phạt thành phố là 10.000 đô, nhưng thậm chí sau đó họ vẫn giữ mức phạt đối với những vi phạm nghiêm trọng. Thomas, trợ lý giám đốc điều hành tại Ban Kiểm soát Chất lượng Nước khu vực Vịnh San Francisco, nói với San Jose Spotlight, không có cơ sở cho khoản yêu cầu 60.000 đô mỗi ngày Hình phạt bằng tiền không phải là bắt buộc, nó được áp dụng theo quyết định của Hội đồng Cấp nước và chúng tôi thường không áp dụng hình phạt bằng tiền đối với các cơ quan địa phương trừ khi vi phạm nghiêm trọng. Các viên chức thành phố cho biết con số 60.000 đô là từ hướng dẫn của Liên bang. Trang web của Cơ quan Bảo vệ Môi trường mô tả cách thực thi khác nhau theo đạo luật nước sạch. Một con đường là tòa án được đưa ra cách hình phạt dân sự. Các nguồn viên Bộ Dịch vụ Môi trường, Cheney, nói như vậy. Giám đốc ngân sách thành phố chìm nói bởi vì hội đồng thành phố San Jose và được thông báo về rủi ro đối với thành phố. Văn phòng luật sư thành phố đã đề cập đến khả năng xảy ra các hành vi vi phạm đạo luật nước sạch như ban hành ban đầu mức phạt là 25.000 đô trong một ngày vi phạm nhưng sau khi điều chỉnh theo lạm phát số tiền phạt là 66.712 đô trong một ngày vi phạm. Thomas cho biết thời hạn tháng 6 năm 2015 của Ủy ban cấp nước để các thành phố tuân thủ các yêu cầu về ô nhiễm rác thải áp dụng nhiều hơn cho việc xả thải từ cống thoát nước mưa của thành phố, hơn là ô nhiễm từ các trại vô gia cư gần đường thủy. Thomas nói, các chính quyền thành phố không bắt buộc phải loại bỏ các khu cắm trại ven lạch, họ phải quản lý việc xả rác từ các khu vực cắm trại đó. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng không thể nào họ bỏ ra những chi phí mà đồng thuế của người dân. Để chi trả cho những con người phải đi canh những điều vô lý như vậy. Họ không đủ nhân lực để canh từng người không nhà họ có thể xả rác bất cứ lúc nào và nơi nào. Đó là một giải pháp vô cùng tồi tệ cho thực trạng hiện nay. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị nhiều người nói rằng chưa bao giờ hãng hàng không nhiều hãng ở tại Hoa Kỳ đã bị đánh một cách trực diện như vậy. Bởi lẽ đây là điều vô cùng bất thường bởi liên tục có những trục trặc ở trong ngành hàng không và chúng ta đã biết sự an ninh và sự an toàn tính ra những phương tiện hàng không, đường bộ và đường thủy thì trong đó hàng không là một phương tiện an toàn nhất trên toàn thế giới và có những đội ngũ bảo trì kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây chúng ta thấy liên tục có những bất chắc, những trục trặc của nhiều hãng hàng không khác nhau. Nhiều người đang đặt câu hỏi là đằng sau đó là mưu gì của những thế lực đang muốn hạn chế lại những hãng hàng không tham gia vào thị trường hàng không. Và họ dường như đang muốn độc quyền thêm một lĩnh vực này nữa và người dân sẽ hoàn toàn bị kiểm soát qua cách đi lại vận chuyển của mình cũng như là di chuyển của mình. Một cách cầu trượt dùng trong trường hợp khẩn cấp rơi ra khỏi phi cơ của hãng hàng không Delta Airlines ngay sau khi cất cánh vào ngày thứ Sáu ngày 26 tháng 4. Điều này buộc các phi công phải quay về phi trường quốc tế John Kennedy, các viên chức cho biết. Phi công trên chuyến bay 520 của Delta Airlines từ New York tới Los Angeles ghi nhận về tình trạng rung lắc cũng như là tiếng đập mạnh không bao lâu sau khi cất cánh, cơ quan hàng không liên bang FAA cho biết phi cơ phải quay đầu vại cánh trở về phi trường lúc 8 giờ 35 phút sáng sau khoảng 33 phút trên không, theo FAA. Sau khi kiểm tra phi hành đoàn xác định có một cầu trượt khẩn cấp từ một trong các lối thoát hiểm của phi cơ Boeing 767 đã văng ra khỏi phi cơ, hãng hàng không Delta cho biết trong một tuyên bố như vậy. Khi hành đoàn đang xác định xem cầu trượt rớt xuống địa điểm nào, theo Delta Airlines. Delta dốc toàn lực cho các nỗ lực tìm kiếm và xác hợp tác trọn vẹn trong cuộc điều tra. Hãng hàng không nói trong một tuyên bố như vậy. Delta Airlines cho ngừng hoạt động phi cơ vận hành được 33 năm và các hành khách được đưa lên một chuyến bay khác để đi tới Los Angeles. Hiện tại này sự việc vẫn chưa được công bố một cách rộng rãi công khai về những chi tiết của sự việc, chỉ nói chung chung qua trò giấy truyền thông như vậy mà thôi. Kính thưa quý vị, liên quan đến bản tin khác, cảnh sát trưởng thành phố Piedmont ở Cali đã bị tấn công khi ông giúp mọi người nạn nhân của một vụ hành hung. Cả hung thủ lẫn nạn nhân đều là vô gia cư. Cảnh sát trưởng cho hay, sự việc xảy ra khoảng 4 giờ 20 phút chiều ở cửa hàng H. Hardware vào số 1221 Grand Avenue. Cảnh sát được gọi tới vì một người cao niên bị đánh từ đằng sau khiến trong bất tỉnh và ngã xuống đất. Nghi can hành hung xong thì chạy trốn qua tiệm bên cạnh. Cảnh sát đã thuật lại như vậy. Khi cảnh sát tìm được nghi can, người này không muốn hợp tác và tỏ dấu hiệu đang say thuốc hay ma túy. Nghi can đã nhào tới đánh cảnh sát và bị cảnh sát xịt hơi cay. Phóng súng điện Taser Tuy bị trúng Taser, nghi can vùng ra được và xông vô nhà một người dân rất... ở Sunny Love dọa nạt người này. Sau đó nghi can chạy ra đường Vista nơi cảnh sát trưởng là ông Power đã chặn anh ta lại. Cảnh sát trưởng yêu cầu nghi can đầu hàng nhưng ta vẫn không tuân lệnh. Không những thế, người đàn ông này còn tiến tới phía cảnh sát trưởng và treo vô xe của cảnh sát. Viên cảnh sát trưởng cũng vào xe để ngăn nghi can khỏi chạy trốn nhưng đã bị nghi can đánh. Các đơn vị khác cùng một nhân viên bảo vệ tới ứng cứu và cuối cùng cũng lôi được nghi can ra khỏi xe của cảnh sát trưởng và còng tay anh ta lại. Nghi can tên là Willie Gomer, 42 tuổi. Gomer bị bắt với nhiều tội danh tấn công bằng võ lực trộm cắp tàng trữ ma túy và kể cả vi phạm luật quản chế. Nghi can đang chịu quản chế vì tội trộm xe ăn cướp, bắt cóc và nhiều vi phạm khác nữa. Nạn nhân vô gia cư bị nghi can tấn công được đưa đi bệnh viện chưa rõ thương tích ra sao. Một viên cảnh sát cũng bị thương trong vụ này được điều trị tại bệnh viện và đã ra về. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng